Văn Hương Đăng chuẩn bị. Văn Hương Đăng chuẩn bị hương ở trên đại hồng cổ điện. Quý vị nào ở trên chánh điện lấy dùng cho tay dạy công việc. Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh trưởng ban hội sự dưới con Hòa thượng Thích Văn Lâm tại tổ đình. Giờ này cho phép chúng con được cung đón chư tôn Hòa thượng Hội đồng chứng minh Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn Hòa thượng chứng minh ban sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giờ đây trước nhất cho phép chúng con có dòng sơ lược và hàng hành lễ đến các thời kỳ chấn hưng và quốc dân đang vùng đơn dành độc lập thống nhất dân sơn từ tây người bắc thống trị. Hội Phật giáo Cứu Quốc Phú Yên được thành lập và ngài được bầu làm phó chủ tịch Hội Phật giáo Cứu Quốc tỉnh.